cho phép xem toàn bộ các chương trình truyền hình của VTV mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị, chỉ cần có kết nối Internet. Đến nay, VTV Go đã có hơn 10 triệu lượt cài đặt. Xin được chúc mừng. Xin chúc mừng công ty cổ phần FastGo Việt Nam với ứng dụng gọi xe FastGo.mobi. FastGo cung cấp ứng dụng gọi xe cho người dùng với các sản phẩm FastCar, FastTaxi, FastLuxury. FastGo áp dụng các hệ thống High Performance, Content Delivery Platform và Cloud Computing để triển khai. Chúc mừng công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBE, ứng dụng trợ lý ảo Vadi. Ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô Vadi. Vadi là sản phẩm có tính năng báo nói và chỉ đường, cảnh báo giao thông, thời gian thực, công nghệ AI và TTS được ứng dụng vào sản phẩm để tạo ra những đoạn hội thoại tự nhiên nhất. Xin chúc mừng công ty cổ phần công nghệ Sapo với nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Sapo. Sapo là một nền tảng quản lý và bán hàng tổng thể từ online đến offline, tích hợp những kênh bán hàng trên Internet. Hiện tại Sapo đã có hơn 47.000 khách hàng thường xuyên. Chúc mừng công ty cổ phần DMS Pro với giải pháp quản lý phân phối và bán hàng SDMS trên nền tảng điện toán đám mây. Giải pháp tự động, giải pháp giúp tự động hóa bán hàng, quản lý tuyến bán hàng trên bản đồ số, quản lý trực quan là hình ảnh, quản lý kho hàng và quản lý lý lịch làm việc. 100% khách hàng là những tổ chức doanh nghiệp lớn. Xin chúc mừng công ty cổ phần OTV Truyền thông với mạng xã hội autofun.net. Autofun.net là mạng xã hội đại diện cho cộng đồng ô tô xe máy có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Cộng đồng Autofun có các hoạt động offline thường xuyên, thu hút được sự quan tâm không chỉ của cả thành viên mà cả cộng đồng quan tâm và sử dụng xe tại Việt Nam. Chúc mừng công ty cổ phần VCC Corp với sản phẩm game mobile Huyết Chiến Thiên Hạ. Game mobile Huyết Chiến Thiên Hạ là game phần việt sử dụng công nghệ Unity 2007 với hệ thống cơ sở dữ liệu được backup và restore online 24/24, failover với mô hình kết hợp web like cái xét và sharing. Chúc mừng công ty cổ phần phát triển phần mềm trí tuệ và công nghệ cao với phần mềm hệ thống trả lời tự động K-Bot. Phần mềm hệ thống trả lời tự động K-Bot là một ứng dụng công nghệ thông minh kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý ảnh. Hệ thống có thể thay thế con người giúp bạn giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi trong bất cứ lĩnh vực nào như một người trợ lý ảo. Chúc mừng công ty cổ phần công nghệ Mọi Người Cùng Vui với hệ sinh thái kết nối kinh doanh Azibai. Azibai là một hệ sinh thái xã hội và thương mại điện tử, tất cả trong một hệ thống cung cấp các nền tảng blog sản xuất nội dung, thông tin và website bán hàng. Nền tảng cho phép tạo ra các mô hình kinh doanh thương mại điện tử với đa dạng ngành nghề kinh doanh. Chúc mừng công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ OSP Toàn Cầu với hệ thống Customer Insight. Hệ thống Customer Insight sử dụng công nghệ học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các kỹ thuật Big Data để lưu trữ dữ liệu để phân tích, đưa ra các dự đoán, nhu cầu của người dùng. Chúc mừng công ty cổ phần Miraway giải pháp công nghệ với hệ thống quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh CETM. Hệ thống quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh Customer Experience and Transaction Management bao gồm 10 hệ thống phần mềm cốt lõi được phát triển và tích hợp đồng bộ. Chúc mừng công ty cổ phần Econet Việt Nam với phần mềm tiếp thị thông minh và chăm sóc khách hàng tự động qua Wi-Fi Nextify. Nextify giúp giải quyết những vấn đề khó khăn mà các khách hàng gặp phải như Digital Marketing, Customer Service, Rating, Survey và Loyalty. Chúc mừng công ty cổ phần Wisdom Communication với giải pháp truyền thông số cho các sản phẩm dịch vụ. Công ty sử dụng nền tảng Digital để hỗ trợ tối ưu cho việc quảng cáo qua các kênh truyền thông số và mạng xã hội cho các khách hàng doanh nghiệp. Xin chúc mừng ông Lê Anh Tuấn với bộ đọc tiếng Việt VNSpeak TTS phục vụ người khiếm thị. VNSpeak TTS phát triển trước bộ đọc tiếng Việt của Google, giúp người khiếm thị Việt Nam được tiếp cận với các thiết bị di động sớm 2 năm mà không phụ thuộc vào sản phẩm của Google và các công ty nước ngoài. Chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn EnableCode với mạng lưới kết nối công việc dành cho người khuyết tật. EnableCode là dự án đào tạo kỹ năng thiết kế đồ họa và lập trình cho người khuyết tật theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúc mừng Trung tâm Nghị lực sống với sản phẩm đào tạo công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số cho người khuyết tật. Trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo công nghệ thông tin miễn phí và hỗ trợ hoàn nhập toàn diện cho người khuyết tật. Ngoài ra, trung tâm cũng có dịch vụ đồ họa do người khuyết tật thực hiện liên quan đến chỉnh sửa hành,
2D, 3D, Video Retouching. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời Thứ trưởng Bộ Khoa Công nghệ Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng sẽ chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện những tập thể, những đơn vị và cá nhân ở đợt vinh danh thứ hai của chúng ta, hạng mục sản phẩm dịch vụ công nghệ.